Ok, chào bạn. Ở video này mình sẽ phân tích ván đấu của Quang Liêm và Nguyễn Thái Đại Văn ở giải Broadway Chess Festival Master 2022. Thì đối thủ của Quang Liêm lần này là Việt kiều người Séc tên là Nguyễn Thái Đại Văn, Elo 2610 của Quang Liêm là 2709. Thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ở đây thì bên Đại Văn cầm trắng và Quang Liêm cầm đen. Ở đây thì bắt đầu trắng chơi mã E3, chúng ta có khai cuộc Reti. Ở đây thì khai cuộc này đó là bên trắng sẽ che giấu ý đồ ở khai cuộc, không cho đen biết. Ở đây thì Liêm chơi nước D5, trắng chơi D4, mã F6, C4, E6. Như vậy là chúng ta thấy là bên khai cuộc đã được chuyển về thế gambit hậu không chấp nhận, khai cuộc mà Quang Liêm thường sử dụng ở mấy thời gian gần đây. Tiếp tục đến trắng, trắng chơi G3, bắt đầu cho phòng thủ, xin lỗi, bắt đầu cho khai cuộc Catalan. Bên trắng sẽ xây dựng quân tượng Fiasito kiểm soát, tượng lên G2 kiểm soát đường chéo lớn. Ở đây thì bên đen chiếu, trắng lên tượng ở D2. Thông thường thì bên đen sẽ lùi tượng về E7 hoặc là đẩy tốt A5 hoặc C5 các nước tiếp theo. Trong ván đấu này thì Liêm đẩy tốt lên A5. Bên trắng ăn thì cũng được, nhưng mà nếu ăn thì đen sẽ để tốt lên và sẽ kiểm soát ô C3 và A3, ngăn ngăn cho quân mã ở B1 nhảy. Vì vậy trong ván đấu này thì bên trắng không ăn mà trắng lựa chọn là lên tượng G2. Sau chuẩn bị nhập thành, đến đen thì đen nhập thành. Trắng đưa hậu lên C2 để giữ quân tốt ở C4. Đến lượt đen, đen đẩy tốt C5, một nước đẩy tốt quen thuộc của bên đen trong khai cuộc Catalan. Mục đích chính là để tấn công quân tốt ở D4, chúng ta dễ thấy. Ở đây thì trắng ăn. Nếu trắng lấy tốt ở D5 ăn lên thì đen sẽ đẩy tốt xuống. Và quân tốt này có thể bắt đơn giản với những nước như là mã D7 hoặc là A6 gì đó. Ở đây thì bên trắng ăn tốt, đen lấy tốt để ăn tốt ở D4. Trắng lấy mã ăn lên, đen đưa hậu lên. Đen chưa vội bắt lại tốt vì đen muốn phát triển hậu, tấn công quân mã này. Trắng đẩy tốt lên E3, đen ăn, nhập thành. Mã C6, chúng ta thấy là đen phát triển mã. Trắng ăn, đen lấy tốt lên. Trắng ra xe C1 tấn công quân tốt yếu ở C6, chúng ta thấy. Đen ra xe ở B8. Ở đây nếu trắng ăn, đen lấy hậu ăn sang, xe ăn. Tượng ăn mà ăn lên thì đen sẽ ăn lại được một tốt ở B2 và kiểm soát hàng ngang số 7. Tức hàng ngang số 2 của trắng và số 7 của đen. Thì ở đây bên trắng chưa vội ăn. Thay giữa bên đen sẽ không giữ tốt mà đưa xe ra B8. Ở đây trắng lên mã, đen để tốt lên H5, có thể là H4 để phá cấu trúc tốt của bên trắng. Ở đây thì trắng đuổi tượng, tượng lùi về E7, mã lên A4 đuổi hậu và giữ luôn con tốt ở B2. Ở đây thì đen chạy hậu về C7, trắng ăn, hậu ăn lên, xe ăn. Ở đây thì đen lên tượng D7, chúng ta thấy là xiên đôi, đuổi xe và đuổi mã. Ở đây thì xe của trắng không lùi về giữ mã được, xe trắng đẩy xuống một nước, xuống C7 đuổi tượng. Ở đây thì đen lùi tượng về để đuổi lại xe, chúng ta thấy là quân xe mà chạy thì trắng sẽ mất mã. Vì vậy trắng buộc phải ăn vào tượng mã ăn xe. Ở đây thì ok, trắng đưa xe ra D1. Chúng ta thấy là quân tốt yếu ở D5, không có quân bảo vệ. Và tượng và xe sẽ kết hợp để tấn công quân tốt này. Đến lượt là đen, đen đưa mã lên B6 để đổi quân mã của trắng, quân mã phòng thủ cho tốt ở B2. Trắng ăn, đen lấy sen lên.
Trắng lên tốt ở B4, đen ăn. Tượng ăn lên, chúng ta thấy là bên trắng dùng tượng để chặn đường đường phát triển của xe đen xuống hàng thứ 7 và đuổi xe đen luôn. Ở đây đen đưa xe ra một nước, trắng ăn, đen lên tượng, đổi tượng và tấn công vào vị trí ở B4, vào xe, ghim xe. Ở đây thì đen đưa vua ra để giữ tượng, trắng ăn, đen lấy tượng ăn tượng, chiếu lên vua, ăn xe, ăn H4. Đến nước này thì trắng đề nghị hòa và Liêm chấp nhận, vì chúng ta thấy là thông thường thì xe và tượng đã hòa rồi, mỗi bên bên có xe bên có tượng hòa, huống hồ là bên trắng còn hơn 2 tốt. Thì ở đây trắng thì hòa tương đối dễ, thậm chí là nếu bên đen mắc sai lầm thì trắng có thể thắng và kết thúc ván đấu. Hai bên hòa, nói chung hai bên đánh rất mất rất ít thời gian. Ở đây thì trắng còn cũng xem nào. Ui, trắng còn hơn cả thời gian. Trắng còn thừa 2 phút bởi vì mỗi nước đi là cộng 30 giây mà. Còn Âu Liêm thì cũng mất khoảng độ 10-15 phút cho ván đấu này. Nói chung ván cờ tiêu chuẩn nhưng mà hai bên đánh nhanh như cờ chớp vậy. Ok, cao thủ Myanmar. Lên tốt đi. Ghim luôn. Lên mã. Phèng luôn. Hậu ăn lên. Đây mình phải lên mã để giữ con tốt này. Đuổi. Thôi, rút thôi. Rồi, mình sẽ lên tượng để giữ con mã này. Lên tốt đấy. Đuổi tượng phát xem. Về. Đuổi cả hậu luôn. Về cung luôn. Ok. Giờ tượng mình chưa kịp kiểm soát đường chéo này thì đen đã kiểm soát. Lên mã. Chuẩn bị nhập thành. Ok, nước hy sinh mã. Tượng ăn thì mình sẽ chiếu bắt xe. Còn đâu tốt ăn thì chiếu phát xem nào. Vào đấy. Rồi, nước chiếu hết. Ai tượng nó thủ được. Tượng nó thủ được. Về đấy. Xuống đuổi phát nữa đấy. Lên mã giữ. Từ nhà xuống đuổi phát. Về đây mình sẽ xuống một nước nữa. Lại lên đây. Cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
Làm thằng tốt ạ. Lên tốt, ngồi cho vua ngồi lên. Đuổi phát đi. Lên mã giữ, đúng như dự đoán. Bây giờ mình đuổi mã về đuổi xe. Lại đuổi tượng. Chạy tượng. Chiếu lên vua đây. À. Rồi bây giờ thì ở đen nó phải chạy mã, mình sẽ chiếu lên vua ăn xe, vua ăn xuống, chiếu tiếp lên vua bắt tượng, đẹp luôn. À ăn xe, ăn xe tượng ăn về được. À lên đây rồi. Hết ăn về rồi. Ok.